Đêm giao thừa Tết âm lịch năm nay, một nữ ca sĩ được nhận cát xê gần 500 tỷ đồng để diễn tại resort. Mới đây, tờ The Sun của nước Anh cho biết vào tối ngày 21 tháng 1 năm 2023, sắp tới, tức ngày 30 Tết âm lịch tại Việt Nam, nữ ca sĩ Beyoncé sẽ có màn trình diễn kéo dài 1 giờ đồng hồ tại khu resort sang trọng tại Dubai trên Atlantis The Royal. Một số tờ báo địa phương tại Dubai cũng đã xác nhận thông tin trên. Cụ thể, một nguồn tin nội bộ chia sẻ với The Sun, Beyoncé nằm trong dàn lineup trình diễn tại Atlantis trong một sự kiện hoành tráng và xa hoa trong tháng 1. Khách sạn này đã mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến trình diễn gần đây, trong đó có Kylie Minogue đến hát vào đêm giao thừa ngày 31 tháng 12. Beyoncé được trả 20 triệu USD cho set diễn 1 tiếng đồng hồ. Phần trình diễn của Beyoncé sẽ là tâm điểm của sự kiện và sẽ kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vé tham dự chương trình này đang được cả thành phố chú ý. Sau màn trình diễn của ông chúa sẽ là set nhạc EDM của Swedish House Mafia. Đây sẽ là một live concert trọn vẹn đầu tiên của Beyoncé sau gần 4 năm kể từ sự kiện Global Citizen Festival diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi, tổ chức vào tháng 12 năm 2018. Nguồn tin này cũng chia sẻ với The Sun cát xê của Beyoncé cho đêm diễn này ở mức 20 triệu USD, hơn 470 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ nhưng có lẽ cũng đã quá quen thuộc với nữ nghệ sĩ đẳng cấp như Beyoncé. Trước đó, cô ăn 2 triệu USD chỉ để diễn một set, tầm 15 đến 20 phút cho một gia đình tỷ phú châu Phi tại một đảo ở biển Caribbean. Việc diễn ở một quốc gia giàu có như Dubai, lại với danh tiếng huyền thoại như Beyoncé, thì con số 20 triệu USD là một điều không quá khó hiểu.